Lệ Quyên gay gắt đáp trả bình luận kém duyên tại video diện bikini tí tẹo. Lệ Quyên liên tục phải đối diện với những bình luận kém duyên mỗi khi đăng tải loạt ảnh khoe body nóng bỏng. Mới đây, Lệ Quyên bất ngờ đăng tải đoạn video thả dáng trên biển trong bộ trang phục bikini nhỏ, tí tẹo. Khoảnh khắc này được Tình Trẻ, Lâm Bảo Châu ghi lại tại một chuyến du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh của cặp đôi tại Mỹ. Chỉ sau ít phút lên sóng, đoạn video này đã nhận về lượng tương tác lớn, đồng thời sắc vóc chuẩn chỉnh của Lệ Quyên cũng nhận về nhiều lời khen ngợi đến từ công chúng. Song, giọng ca giấc mơ có thật cũng phải đối diện với bình luận kém duyên. Lệ Quyên đăng tải đoạn video diện bikini nhỏ xíu, khoe body chuẩn chỉnh. Cụ thể, một người dùng mạng xã hội viết: bệnh nhân tâm thần sống trại. Hành động này đã khiến Lệ Quyên không khỏi bức xúc và nhanh chóng lên tiếng. Nữ ca sĩ thẳng thắn phản pháo: thương chị, sao lại khốn khổ thế này ạ? Lệ Quyên gay gắt đáp trả lại bình luận kém duyên từ cộng đồng mạng. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh nóng bỏng của Lệ Quyên nhận về những phản ứng cũng như những bình luận tiêu cực đến từ cộng đồng mạng. Không những vậy, Lâm Bảo Châu cũng đôi lúc gặp phải tình huống tương tự. Với cá tính thẳng thắn vốn có, Lệ Quyên đã không ngần ngại đáp trả để bảo vệ bản thân lẫn bạn trai. Ở độ tuổi 42, Lệ Quyên vẫn giữ sắc vóc khá chuẩn chỉnh. Lệ Quyên hiện đang là nữ ca sĩ có độ ảnh hưởng lớn tại làng giải trí Việt. Phát triển sự nghiệp từ năm 2000, tính đến nay, nữ ca sĩ đã có hơn 20 năm hoạt động và mang về nhiều thành tích ấn tượng. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu còn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Chuyện tình chị em của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.